vào trong cái buổi tối của ngày hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024 thì Minh Phúc 89 tiếp tục quay trở lại đây để đi phân tích một số những các đường cầu với những biên độ ăn thông 4 đến 5 ngày để thân tạng gửi đến cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm sau và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta năm số đó chính là chín năm ba bảy một với tâm càng chạm ba đầu chạm bảy đuôi chạm một xin chúc mừng với tất cả anh chị em đã chiến thắng con ba càng đề ba bảy một và con đề bảy một và tiếp theo ở các đầu lô tô thì từ đầu không cho đến đầu chín nhìn chung anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đã khuyết hai đầu đó chính là đầu lô tô số một và đầu lô tô số ba hoàn toàn là câm điếc phải không ạ và đầu lô tô cận câm ở đây chúng ta có đó chính là đầu lô tô số bốn anh đồng đã giả về cho chúng ta duy nhất một con lô tô mà thôi và đầu lô tô rực rỡ nhất ngày mai đó đó chính là đầu lô tô số 2 Anh Đồng đã giả về cho chúng ta 6 con lô tô Và con lô tô rực rỡ nhất ngày hôm nay đó chính là con lô tô 71 Anh Đồng đã giả về cho chúng ta ba nháy lô tô Trong đó có một nháy giả thẳng giải đặc biệt phải không ạ Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Những ai đã đánh vải con lô tô 71 này để chúng ta có được chiến thắng niềm vui nhân 3 Và lô tô hai nháy ngày hôm nay thì chúng ta có ở đây Đó chính là con lô tô 21 Tiếp theo đó chính là con lô tô 27 Và ở đây thì chúng ta có đó chính là con lô tô 56 Và cuối cùng đó chính là con lô tô 98 phải không ạ? Như vậy là ngày hôm nay thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta bốn con lô tô hai nháy và lô tô kép ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy ở đây đó chính là cái con lô tô kép 22 mà anh Đồng đã giả về duy nhất cho chúng ta một cái con lô tô kép mà thôi phải không ạ? Và để trước khi đi vào phân tích cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào với cả kênh của tôi, đó chính là cái kênh Minh Phúc 89. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh. Còn đã đăng ký kênh rồi thì bấm vào quả chuông và và chọn vào dòng tất cả để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các đợt cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó phải không ạ à? còn ai muốn được chơi những các cái con số đảm bảo hơn nữa thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 và zalo này của tôi thì hiện tại đang bị website đang cấm anh chị em nhé anh chị em chúng ta cứ liên hệ trực tiếp cho tôi tôi sẽ báo số để cho anh chị em chúng ta chơi và hoàn toàn là bao ăn bao lỗ và phí sau nên là anh chị em chúng ta cứ yên tâm và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích ở trên đường cầu video này với đường cầu đầu tiên đó chính là đường cầu Bạch Thủ Lô tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 20 tháng 3 năm 2024 và đường cầu đầu tiên ở đây đó chính là đường cầu màu xanh tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm năm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 5 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn nằm ở giải 3.4 chúng ta được đó chính là con số 2 cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 3.6 chúng ta được đó chính là con số 5 và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là đường cầu số 1 và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai đường cầu màu hồng ở đường cầu màu hồng này thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn nằm ở giải 2.1 chúng ta được đó chính là con số 2 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 2.2 chúng ta được đó chính là con số 5. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 100 nằm ở giải 3.5 chúng ta được đó chính là con số 9. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu hồng phải không ạ? Và được cầu số 2 này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 21 tháng 3 năm 2024 phải không ạ? 21 tháng 3 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng Đầu quải được cầu số 1 đó chính là đường cầu màu xanh. Tôi có 5 cộng với 2 cộng với 5 thì bằng 12, tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 2. Tiếp theo tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu màu hồng được cầu số 2. Tôi có 2 cộng 5 cộng với 9 bằng 16, tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 6. Như vậy là bạch thủ lô 26 để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 21 tháng 3 năm 2024. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng của ngày 21 tháng 3 thì chúng ta đã có chiến thắng hai nháy nô tô 26 rồi phải không ạ? Nháy đầu tiên thì anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là ở à, giải 5.2 và nháy thứ hai thì anh đồng đã giả về cho chúng ta đó chính là ở à, giải 6.2. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em chúng ta đã có chiến thắng tương bừng rực rỡ của ngày 21 tháng 3 và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày 22 tháng 3 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô. Bạch thủ lô ở đây thì tôi có 0 cộng với 4 cộng với 3 thì bằng 7 phải không ạ? Và tiếp theo tôi có 9 cộng 5 cộng với 7 thì bằng 21 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 1. Như vậy là bạch thủ lô 71 để cho anh chị em chúng ta chơi cho cái ngày đó chính là ngày 22 tháng 3 năm 2024. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 22 tháng 3 thì chúng ta đã có chiến thắng 3 nháy nô tô 71. Nháy đầu tiên nằm ở giải 3.5, nháy thứ hai nằm ở giải 5.2 và nháy thứ ba nằm ở thẳng giải đặc biệt. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Như vậy chúng ta đã có chiến thắng rồi phải không ạ? À? Xin chúc mừng với cái đường cầu bạch thủ lô này đang có biên độ rất là ổn định một ngày ăn hai nháy và một ngày ăn ba nháy và đẹp hơn nữa đó chính là giả thẳng dài đặc biệt cho chúng ta nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta tiếp tục chơi cho tôi ở cái đường cầu bạch thủ lô này thì tôi sẽ lấy ở đây đó chính là 2 cộng với 2 cộng với 8 thì bằng 12 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 2. Tiếp theo tôi có 2 cộng 5 cộng với 6 thì bằng 13 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 3. Như vậy là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây, đó chính là con bạch thủ lô 23 phải không ạ? Và song thủ lô thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là 23 và 32. Như vậy là ở cái được cầu bạch thủ và song thủ thì tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận, nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào chung cầu cái số thì chúng ta cùng nhau chơi không trục cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo và để tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu gian đề ở à, được cầu gian đe này thì tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê đặc biệt theo tuần phải không ạ ở à, bảng thống kê đặc biệt theo tuần này thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đó chính là từ cái tháng 1 đổ lại đây để cho anh chị em chúng ta cùng nhau đi kiểm chứng phải không ạ và đường cầu đầu tiên với biên độ ở được cầu đầu tiên này thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là cái ngày à 20 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày 23 tháng 3 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta cùng nhau được kiểm chứng và đường cầu tiếp theo thì tôi sẽ lấy đến đó chính là từ ngày ngày 28 tháng 2 cho đến cái ngày mùng 2 tháng 3 năm 2024 và đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là hai cái ba con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm, con số hàng chục và con số hàng đơn vị. Như vậy là ở cái đường cầu này của chúng ta đã được hình thành rồi phải không ạ? Và tiếp theo thì thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào mấy cả đường cầu thứ hai. Ở đường cầu thứ hai thì tôi sẽ lấy từ ngày 23 tháng 1 cho đến cái ngày 26 tháng 1 và ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là hai con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng chục và con số hàng đơn vị. Như vậy là cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên, đó chính là ngày 20 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày 21 23 tháng 1 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày 28 tháng 2 thì chúng ta sẽ sẽ có những các con đề để chơi như sau phải không ạ? Dàn đề dàn đề ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đầu tiên đó chính là con đề 4664 tiếp theo đó chính là 44 và 99 và chúng ta có đó chính là 4554 và đây thì chúng ta có đó chính là con 1661 1441 và 1551 như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 20 tháng 3 năm 2024 thì ở ngày 20 tháng 3 này thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 44 xin chúc mừng với tất cái chị em chúng ta đã có chiến thắng ở dàn đề rồi phải không ạ và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 21 tháng 3 tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 24 4 tháng 1 để đi gấp với cả ngày đó chính là ngày 29 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các cái con đề để, để chơi như sau thì anh chị em chúng ta đầu tiên ở đây thì chúng ta có đó chính là con 66 và 11 tiếp theo chúng ta có đó chính là 6446 chúng ta có 6886 phải không ạ và tiếp theo ở đây thì chúng ta có con số 1 thì anh chị em chúng ta sẽ đi ghép cho tôi 1661 1441 và 1881 như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 21 tháng 3 ở à, ngày 21 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề 66 Con đề 66 này thì nằm ở trong ấy được cầu dàn đề Tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 22 tháng 3 Tôi sẽ lấy từ ngày 25 tháng 1 Để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày mùng 1 tháng 3 Thì anh chị em chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau Đầu tiên thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi Đó chính là con đề 7997 Tiếp theo 7 667 và 7117 phải không ạ? Và ở đây thì chúng ta có đó chính là có đề 5995, 5665 và chúng ta có đó chính là 5115. Như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho cái ngày 22 tháng 3. Ở à, ngày 22 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 71. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Như vậy là chúng ta đã có chiến thắng của ngày 22 tháng 3 và chiến thắng 3 ngày liên tiếp ở được cầu giả đề rồi phải không ạ? Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là buổi chiều của ngày mai, ngày 23 tháng 3 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy từ ngày đó chính là ngày 26 tháng 1 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày mùng 2 tháng 3 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi gồm những các con số như sau. Đầu tiên chúng ta có đó chính là 44 và 99, 4334 và chúng ta có 4884 phải không ạ? bởi vì ở đây chúng ta có hai con số 3 trùng lập nhau thì anh chị em chúng ta sẽ lấy cho tôi một con số 3 là bóng quả nó đó chính là con số 8. Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là 7447, 7337 và chúng ta có 7887. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào trục cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi, không trục cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo để tránh cái tình trạng anh chị em chúng ta mất tiền mất lực mà lại thêm bực vào người. Thì cứ cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số an toàn nhất chơi cho ngày mai anh chị em nhé.